ngày 18 tháng 3, Công an thành phố Huế cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra Phạm Thị Lệ T, 29 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chị C, trú tại thành phố Huế, đến Công an phường Trường An, thành phố Huế, trình báo chị bị mất trộm tài sản gồm tiền và vàng trên 300 triệu đồng. Đối tượng nghi vấn là người giúp việc mà chị C đã thuê qua mạng xã hội Facebook cách đây 2 ngày, nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú, chỉ liên lạc qua Facebook, hiện không liên lạc được. Công an thành phố Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chỉ sau 6 giờ, đối tượng T bị công an bắt giữ. Bước đầu T khai nhận khi đi lên phòng ngủ ở tầng 2 để lấy áo quần, thấy có một túi xách đựng tiền và vàng để sơ hở trong thùng giấy. Nổi lòng tham, T đã lấy số tiền 13.900 đô la Mỹ và một lắc tay kim loại màu vàng của chị C. Sau khi lấy trộm, T bỏ trốn vào Đà Nẵng rồi bán toàn bộ số đô la Mỹ lấy trộm. Ngày 18 tháng 3, lực lượng chức năng và người dân đã trục vớt được xe ô tô và thi thể nạn nhân mất tích khi đi qua cầu tràn Thạch Nham, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, sau hơn 3 tháng bị lũ cuốn trôi. Cụ thể, rạng sáng cùng ngày trong lúc đánh cá, người dân phát hiện chiếc ô tô chìm dưới sông Trà Khúc, cách cầu tràn hơn 100m về phía đông. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô bán tải và thi thể anh T, sinh năm 1976, trú phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi được trục vớt lên bờ. Trước đó vào ngày 3 tháng 12 năm 2022, anh T điều khiển xe ô tô bán tải đi qua cầu tràn Thạch Nham thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Mặc dù công an tỉnh Quảng Ngãi điều động nhiều lực lượng phương tiện cùng công an địa phương triển khai tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích nạn nhân. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, công tác tìm kiếm đã tạm dừng. Ngày 18 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra các điểm giao dịch của công ty S88 trên địa bàn. Theo đó, các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra hành chính đồng loạt 13 điểm giao dịch chi nhánh trên của công ty S88. Các tổ công tác Công an thành phố Cần Thơ thực hiện kiểm tra hành chính như việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết thêm, việc kiểm tra này nhằm ghi nhận, xác định các hành vi vi phạm nếu có của công ty F88, từ đó để chấn chỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 17 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của công ty F88. Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã kiểm tra hành chính tất cả 11 trên 11 điểm giao dịch của công ty F88. Ngày 18 tháng 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Lương Bằng, 27 tuổi, trú tại phường 3, thành phố Tuy Hòa và Lương Minh Tính, 27 tuổi, trú phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, để điều tra xử lý hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người. Các đối tượng thuê nhà ở thành phố Tuy Hòa đăng những thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng rồi lợi dụng khai thác, mua dữ liệu, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng, credit card, thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Sau đó, các đối tượng nhập vai nhân viên trung tâm hỗ trợ khách hàng của một số ngân hàng, sử dụng điện thoại thông minh, laptop kết nối mạng cùng với phần mềm Microsoft và tổng đài ảo CloudPhone để liên hệ đến các nạn nhân. Quá trình liên hệ khách hàng, các đối tượng thực hiện việc lừa đảo bằng hình thức tư vấn hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt, thay vì chỉ được sử dụng thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn tư vấn hỗ trợ chuyển đổi trả góp theo kỳ hạn thanh toán từ 3 đến 12 tháng để dễ dàng tiện lợi hơn và không mất phí. Từ tháng 9 năm 2022 đến nay, hai đối tượng Bằng Tính cùng với một số đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt. Ngày 18 tháng 3, Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận hai cá thể voi nhà từ huyện Buôn Đôn và huyện Lắk tham gia vào mô hình du lịch thân thiện không cưỡi voi tại Vườn Quốc gia Dốc Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Voi cái Ta Nuông, sinh năm 1983, năm nay khoảng 40 tuổi,
Hồi nhỏ, Voi sống ở Buôn Đôn, sau được bán sang Gia Lai để chở khoai mì và lúa gạo. Đến năm 2008, Voi này quay lại Buôn Đôn đến nay. Ta luôn nhớ đường rất giỏi và đã từng tự chở chủ của mình về nhà từ Buôn Ma Thuột, cách 40 km. Theo thông báo của Tổ chức Động vật Châu Á, chủ của Ta Nuông vẫn là người trực tiếp chăm sóc voi này trong mô hình mới và trở thành nhân viên của Tổ chức Động vật Châu Á. Ta Nuông và chủ cùng đi bộ sang vườn quốc gia Dốc Đôn, do nơi ở chỉ cách 2 km. Voi được Y Khun, sinh năm 1978, năm nay 45 tuổi, là voi của công ty du lịch sinh thái Vân Long từ huyện Lắk, cách vườn quốc gia Dốc Đôn chừng 60 km. Y Khun có tính cách thất thường, có thể một phần vì voi bị bệnh viêm da, đã tái đi tái lại nhiều lần. Y Khun được chở về vườn quốc gia Dốc Đôn bằng xe tải. Tân huấn luyện viên của tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez đã điền tên Cristiano Ronaldo vào đội hình đầu tiên của ông, chính thức khởi đầu nhiệm kỳ kể từ khi tiếp quản vị trí của tiền nhiệm Fernando Santos sau World Cup 2022. Ronaldo, 38 tuổi, đã bị loại khỏi đội hình xuất phát của cựu huấn luyện viên Santos trong các trận đấu loại trực tiếp của Bồ Đào Nha tại giải đấu ở Qatar hồi cuối năm ngoái, bao gồm cả trận thua Maroc ở tứ kết. Và dù siêu sao 5 lần thắng quả bóng vàng bất ngờ chọn dưỡng già ở nền bóng đá khiêm tốn Ả Rập Xê Út vào đầu năm nay, thì anh vẫn nhận được đánh giá cao từ tân huấn luyện viên Martinez. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ tuyệt đối gắn bó với đội tuyển quốc gia. Tôi không nhìn vào tuổi tác hay các khía cạnh khác. Anh ấy có cơ hội giúp đỡ đội bóng và truyền lại kinh nghiệm của mình cho những cầu thủ khác.